xã Nguyệt Quá, thành phố Trà Vinh. Cái mình đến đây là những cái món quà đặc sắc như là 9 món cho bà con. Ở đây là một người là một chục mì, ký, một chục gói, và đường, một ngọt, nước tương, dầu ăn và gạo, bột bánh xèo hương xưa và cháo chay hương xưa là có chị Chi bên bột hương xưa, cái này bánh xèo và có mình hơi lên hướng dẫn cho quý vị đó, và còn rất nhiều sản phẩm nữa các mình sẽ hướng dẫn cho quý vị sau. Và cái mình đến đây như là chuẩn bị là phát rồi, bà con đang ngồi dưới rất là nhiều, khoảng 150 người, và ở đây mới có ba mấy người thôi, tại vì mình lại sớm để sắp xếp cái chương trình ở đây. Và mong rằng các mình chúc cho quý vị sức khỏe và luôn bình an. Mình các mình không nhắc đến mùa dịch, nhưng mà không dịch các mình cũng vẫn đi từ thiện bình thường, chứ không phải là mùa dịch mới đi từ thiện. Là chúc quý vị sức khỏe dồi dào và luôn bình an, lúc nào cũng tươi vui hết, là vượt qua những khó khăn, bà con Trà Vinh và con những bà con Vinh và tất cả những bà con ở xứ sở khác nữa. Chúc sức khỏe . Nè, ở đây một phần quà là gì cả nhà? Có bột thơ, đường, ngọt, nước tương, bột tương là trong đây, dầu ăn trong cái bọc đó, còn đây mì, cháo chay của hương xưa, rồi mì ký, 10 ký và gạo. Cả nhà thấy không? Đó, rất là nhiều quà, quá trời nhiều luôn. Đúng rồi, rất là nhiều quà. Còn anh đây là chào các anh. Anh Sarun. Lại anh này cũng giao duyên cho Khánh Bình cả nhà. Dạ, rất có duyên. Rồi chào tất cả mọi người. Đó. Anh này cũng đang điều công tác ở Sài Gòn luôn cả nhà. Cũng là có dịp anh em mình gặp. Dạ. Chúc sức khỏe anh nghe, cảm ơn anh. Đây cháu của Bình hương xưa cả nhà. Rất là nhiều quà, thật ra là mọi người tới 9 món quà, thật ra là mang về là đầy tay đầy túi luôn. Và có bao thư nữa cả nhà. Có bao thư nữa. Bây giờ mùa dịch này mình không có lại gần nhiều, như bà con ngồi xa ra và mình sẽ phát. Nhưng mà ở Trà Vinh thì không có dịch bệnh nữa cả nhà. Mọi người rất là khỏe. Mọi người rất là giữ khỏe. Những cái bình cũng vậy, mình phát từ người bà con đó, đến chỗ mình phát, chứ mình không có số bộ. Cô ở đâu cô? Cô ở cổ Tháp A nè. Dạ, Trà Vinh. Tên Thạch Thị Nari. Dạ, cô mấy đứa con? Cũng 6 đứa. 6 đứa? Dạ. Wow. Mà ở đủ chỗ hết. Chắc có gia đình hết rồi. Dạ, có gia đình hết. Giờ con mình tôi ở nhà có mình. Mình à? Dạ. Mình đi. Mình đi xài quà này chắc mấy tháng á. Ủa con cháu không ai ở với cô à? Nó, cũng như con á, chỉ có một hai đứa con vậy đó, rồi cha mẹ dạ. Nó có cho lại ở với mình. Con dạ. Học ở bên gần cha mẹ. Dạ. Còn chúc sức khỏe cô nha, không ăn đâu. Dạ. Cũng như là các đồ gia vị. Từ thì trọng lượng cũng hơi khá nặng, khoảng chừng 30 kg, thì bà con có thể nhận anh em cho hỗ trợ ra ngoài, sau đó là gia đình sẽ chở về. Thì ngoài ra thì chỗ cô Nguyên cũng như gia đình anh Lâm sẽ có một phong bì gửi cho bà con cô bác trong hỗ trợ bà con nhận quà. Chụp hình trước đó. Dạ, mang hãy để chụp cho mình cái quay phim đó. Mời đội lãnh đạo đảng ủy ban xã các chi đại trợ chúng ta lên cái đưa chụp hình luôn vậy. Mời lãnh đạo đảng ủy luôn. Đây
con bà con chuyện cái phần nào nhẹ ra ngoài trước đi, còn mình còn lại thì các chị ở xã hỗ trợ. Các chị này nè, rồi chúc sức khỏe, chúc sức khỏe cô. Rồi chúc sức khỏe cô. Rồi chúc sức khỏe cô nha, hẹn gặp lại sẽ có nhiều dịp. Dạ dạ vâng, cảm ơn. Bận giùm mà, bận giùm nè. Con đầu đẹp cái gì? Anh em bưng giùm nha. Bưng giùm Trường Sang bưng giùm luôn nè. Dạ. Vô, có dừng bà. Phát đi con. Đi vui cái nhà. Tình cảm này. Mình rồi, có tình không dám. Đây truyền hình. Cảm ơn cô. Mà con năm căn nhà mà con hứa là để tài trợ cho mấy cô là chắc chắn là để tham khảo lại. Dạ. Mà được cho nó. Dạ. Dạ, cái gì tham khảo. Dạ vâng. Rồi chúc sức khỏe con nha. Dạ. 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 Hiếm khi mà được gặp á. Có nghe tiếng mà hiếm khi được gặp. Bây giờ rất mừng dữ lắm. Cô thì thích ca nhạc. Dạ. Về cái Boligo cả nhà là đó, cái dạ. Ca sĩ này hàng ngày còn thích dữ lắm. Cảm ơn cô. Về nha. Dạ mai con. Dạ cảm ơn. Dạ. Để xuống đi. Một phần nữa, một phần đỡ rồi cho 9 người luôn đi. Thêm một phần nữa 9 người lắm. Chào cô. Dạ. Chào. Chào cô. Chúc sức khỏe mấy cô nha. Có ai không có nhà không? Người nào không có nhà, cô nào không có nhà. Đang có nhà hết rồi không? Có hứa, có hứa cho 5 căn nhà. Nhưng mà mình để ở đây họ gì cũng được. Ở đây tại vì á mình mới dám cho, mình có tiền cho nhưng mà mình phải đợi cho cái gì. Để coi. Để nó mời rồi.